Tối ngày 27 tháng 6, Bộ Y tế cho biết có thêm 197 ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 27 tháng 6 có 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang 4, Tây Ninh 3, Khánh Hòa 2. 188 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh 95, Bình Dương 36, Bắc Giang 15, Quảng Ngãi 15, Phú Yên 8, Hưng Yên 7, Bắc Ninh 6, Nghệ An 4, Đà Nẵng 2. Trong đó 170 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. 182 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia Quản lý ca bệnh COVID-19 vào chiều ngày 27 tháng 6 năm 2021. Danh sách 45 ca bệnh đã được phát hiện trước đó tại các khu vực phong tỏa, nay hoàn thành rà soát thông tin xét nghiệm. Trong ngày 27 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 323 ca mắc mới. Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 13.874 ca ghi nhận trong nước và 1.769 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 12.304 ca, trong đó có 3.545 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ. Có 11 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Cạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 2.937.895, xét nghiệm cho 6.873.999 lượt người. Trong chiều ngày 27 tháng 6, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 76 là bệnh nhân nữ, 53 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh, chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp trên bệnh nhân viêm phổi do SARS-CoV-2. Như vậy, ở đợt dịch thứ 4 này đã có 41 ca tử vong liên quan đến COVID-19, trong đó đa phần là các ca bệnh tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm.